Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục nói về cái câu chuyện mà bánh mì không phải là lương thực thực phẩm á các bạn. Thì hôm trước mình cũng đã nói rồi, cái mà vấn đề mà bánh mì không phải là lương thực thực phẩm á. Một nam thanh niên đi mua bánh mì, sau khi trở về thì bị tổ công tác, bị chốt kiểm dịch, nói chung bắt lại. Xong sau đó bên chốt kiểm dịch đó, do phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa đó, bắt và giữ xe và cho rằng nam thanh niên này đã chống đối. Thì sau khi một đoạn clip đó xuất hiện dài khoảng 8 phút đó, thì được cộng đồng mạng chia sẻ lên và phản ánh rất là nhiều những bình luận tiêu cực, cho rằng là bánh mì không phải là lương thực thực phẩm, đó là cái sai chứ không phải là cái đúng. Thì ngày hôm nay mình cũng vừa cập nhật được một cái thông tin tiếp theo, đó là bên Sở Công Thương cũng đã ra một cái văn bản về cái lương thực thực phẩm. Song song bên cạnh đó thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã gửi lời xin lỗi đến người bị bắt và giữ xe do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa bắt. Song song bên cạnh đó thì bên Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho rằng chủ tịch phó chủ tịch của phường Vĩnh Hòa là chưa có làm việc đúng đắn cũng như hành xử đối với công dân sau khi làm việc, và cũng tạm đình chỉ cho phó chủ tịch về việc công tác ở chốt kiểm dịch để xem xét kỷ luật. Thì mình cũng cập nhật thêm một tin tức nữa, đó là vào ngày 12 tháng 7 này, thì cũng do phó chủ tịch ở phường Vĩnh Hòa đã đình chỉ một lò bánh mì, cũng là vấn đề bánh mì. Đó, sau khi báo chí gọi điện cho phía chủ tịch thành phố Nha Trang á, thì gọi không được, và sau đó thì gọi được cho phó chủ tịch, và phó chủ tịch thành phố Nha Trang cho rằng cái việc mà lò bánh mì sản xuất đó là không có vi phạm gì, đều đáp ứng được 5K. Đó, các bạn thấy Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa ghê chưa? Bây giờ hiện tại là nam thanh niên á, một số tờ báo cho rằng là nam thanh niên đã bị công ty đuổi việc, nhưng không phải như vậy đâu các bạn. Bên giám đốc của công ty mà nam thanh niên mua bánh mì á, đã kêu nam thanh niên đó lại làm bình thường nha, không có bị đuổi việc gì nha các bạn. Không phải là muốn đuổi việc là đuổi việc đâu, đơn giản tại tại nam thanh niên này, nếu mà đuổi việc nam thanh niên này là có chuyện lớn nữa, không phải là đơn giản đó. Nếu mà đuổi việc nam thanh niên này sẽ công ty đó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đó, cộng đồng mạng bây giờ mạnh lắm các bạn. Không phải là muốn làm gì thì làm đâu, mình làm đúng á, thì không có sao nha, mà làm sai một cái là dồn tới tấp luôn đó. Bây giờ là phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa đó cũng đã bị đình chỉ công tác, tức là không cho đi ra chốt kiểm dịch làm việc nữa.
và chờ để xem xét cấp trên xem xét để mà kỷ luật, chứ đâu phải là nói khơi khơi được các bạn. Bánh mì mà không phải lương thực thực phẩm, bánh mì làm từ lúa gạo chứ bột mì chứ là cái gì đó. Đi mua bánh mì mà bánh mì, ví dụ bánh mì mà các bạn mua bánh mì thịt đi đó, dồn thịt dồn gạo vô là cái gì đó, là lương thực thực phẩm. Thịt là cái gì, nói một câu mà không đúng mà còn thách thức người ta. Không phải mình làm việc lớn mình thích nói gì mình nói, mà nói không thì không nói, mà nói mà lại còn quay video lại mới ghê đó. Người ta nói là gậy ông đập lên lưng ông đó, chứ không phải giỡn đâu đó. Thì ngày 20 12 tháng 7 thì cũng phạt của người ta đó, không chấp hành gì chỉ thị gì đó. Thì trong thời gian kiểm dịch này rất là nghiêm khắc đó, làm lơ mơ là bị phạt rồi. Nhưng mà mình phạt cái nào là cho chính đáng, chứ không phải là mà muốn làm gì thì làm, thích phạt là phạt. Mình chia sẻ nhiêu đây thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.